Giáp Bình hé lộ ảnh thuở nay tơ, dân tình xôn xao, chắc lúc này chưa phải cu Phương Oanh. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Giáp Bình đã bất ngờ đánh úp netizen khi thẳng tay đăng tải hình ảnh thuở nay tơ tại Nhật Bản, làm ai cũng chao đảo. Ở dòng trạng thái, nam doanh nhân cũng dí dỏm chia sẻ, cũng là Nhật, cơ mà cái Nhật này nó lạ lắm quý vị ạ. Nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong ảnh, có thể dễ dàng nhận ra nam doanh nhân, ngay từ cái nhìn đầu tiên thông qua cặp kính to, dày và đường nét gương mặt quen thuộc. Ở lần vi vu tại đất nước mặt trời mọc trước đó, Giáp Bình được nhận xét là trông khá dễ thương, hiền hậu, nhưng cũng không kém phần bành trai. Đáng chú ý, vóc dáng cân đối với chiếc bụng lép xẹp của người yêu Phương Oanh cũng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Tại phần bình luận dưới bài viết, vị cá mập cũng vui vẻ cảm thán, hồi vẫn là nai tơ, chưa mập như bây giờ. Chỉ trong nháy mắt, dòng hồi tưởng của Giáp Bình khiến dân mạng được dịp xôn xao khi bỗng nhớ ra, lúc bấy giờ nam doanh nhân vẫn chưa sở hữu chi tiết ghi điểm trong mắt Phương Oanh. Được biết trước đó, bạn gái cá mập đã từng lớn tiếng khẳng định, nữ diễn viên rất yêu thích bụng một múi của nam doanh nhân. Bên cạnh đó, Phương Oanh còn cho biết, hình mẫu lý tưởng cô hướng đến, người ta gọi là bụng một múi nhé em, cu chị. Sau khoảng thời gian dài bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, Giáp Bình đã tự thưởng cho bản thân chuyến vi vu nghỉ dưỡng tại Nhật Bản. Tuy không công khai đi cùng bạn gái hiện tại, thế nhưng cộng đồng mạng vẫn tinh tế nhận ra được sự có mặt của Phương Oanh thông qua loạt ảnh được nữ diễn viên đăng ảnh ở cùng một địa điểm. Kể từ khi công khai mối quan hệ, Giáp Bình và Phương Oanh liên tục nhận về những lời miệt thị về ngoại hình không xứng đôi. Bỏ ngoài tai những lời nói không hay, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm thông qua những chuyến đi nghỉ dưỡng cùng các bài đăng của đối phương trên mạng xã hội. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù tình yêu của nam doanh nhân cùng bạn gái 8X vẫn còn nhận về rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, thế nhưng có thể thấy, cặp đôi vẫn lựa chọn bỏ qua và tiếp tục tận hưởng mối quan hệ bằng những chuyến vi vu hâm nóng tình cảm. Thêm bằng chứng cho thấy, Hồ Văn Cường đích thị là ca sĩ triệu view dù không ra MV. Mới đây, người hâm mộ Hồ Văn Cường vô cùng vui mừng khi thông báo màn trình diễn về quê ngoại mà nam ca sĩ từng thể hiện trong một đêm nhạc cách đây không lâu đã chính thức đạt con số 1 triệu lượt xem. Cùng với đó, màn trình diễn này hiện cũng dừng chân ở vị trí 15 trending YouTube. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn được phát hành, việc tiết mục về quê ngoại vừa đạt triệu view, vừa lọt hẳn vào thứ hạng cao của top trending YouTube, cho thấy khán giả rất yêu mến giọng hát của nam ca sĩ trẻ. Sau khi được Bầu Thụy trao tặng kênh YouTube cá nhân cách đây không lâu, Hồ Văn Cường rất tích cực update các màn trình diễn của mình lên kênh YouTube để các fan dễ dàng theo dõi, đồng thời tiện cho việc cày view. Chỉ cần nhìn sơ qua các video clip biểu diễn của Hồ Văn Cường trên kênh YouTube, ai nấy cũng đều sẽ phải bất ngờ khi hầu hết những tiết mục biểu diễn của nam ca sĩ đều mang về lượt xem cao, thậm chí lọt top trending YouTube trong nhiều tuần liền. Điều này cũng đã cho thấy Hồ Văn Cường chính là một trong số những ca sĩ trẻ nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhất ở hiện tại. Những ngày qua, hình ảnh Hồ Văn Cường xuất hiện tại phòng thu của một nam nhạc sĩ để hoàn thành ca khúc mới nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Xuất hiện tại phòng thu với nhan sắc điển trai, cùng trang phục năng động, Hồ Văn Cường đã chia sẻ cảm xúc của bản thân sau khi nghe bản demo của ca khúc mới. Lần đầu khi được nghe bản demo của bài hát này, chỉ cần nghe phần giai điệu thôi là con đã thích rồi. Tuy nhiên, do thời gian của con khá bận rộn nên không thể sắp xếp để sang thu âm. Trong những tháng qua, con cũng đã nghe đi nghe lại, để khi đi thu thì sẽ nhuần nhuyễn, sẽ nhanh hơn. Nam ca sĩ cũng cho biết hiện tại đang tập trung hết tâm huyết để có thể thu âm ca khúc thật hay và sau đó sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để tiến hành việc quay MV cho ca khúc này. Đây chắc chắn sẽ là một món quà đặc biệt mà Hồ Văn Cường gửi tặng đến FC Xanh Đọt Chuối của mình, cũng như đông đảo khán giả yêu mến giọng hát của nam ca sĩ. Angela Phương Trinh đẹp đỉnh cao khi hóa gái Ấn Độ như Võ Hạ Trâm, đỉnh nhất trend. Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước màn bắt trend của Angela Phương Trinh khi biến hình trên nền nhạc ca khúc mới của Võ Hạ Trâm. Theo đó, Về Với Em chính là nền nhạc đang viral bậc nhất hiện nay, với trào lưu biến hình từ hình ảnh người con gái Việt Nam sang Ấn Độ. Trend này chỉ vừa được Võ Hạ Trâm khởi xướng không lâu, nhưng đã nhanh chóng được người dùng ủng hộ vô cùng nồng nhiệt. Trong clip, Angela Phương Trinh xuất hiện với hình ảnh một cô gái Việt, diện trang phục áo dài cùng chiếc nón lá quen thuộc, diễn xuất trên nền nhạc Về Với Em. Chỉ vài phút sau, Angela Phương Trinh đã biến hình sang hình tượng vô cùng nóng bỏng, quyến rũ khi diện trên mình những bộ trang phục truyền thống của người Ấn. Đặc biệt, không chỉ thể hiện được sự chín muồi khi diễn xuất trước ống kính, mà Angela Phương Trinh còn khiến cư dân mạng không khỏi thích thú
trước cú nhếch mày ăn tiền. Trước đó, đã có rất nhiều sao Việt theo chen biến hình trên nền nhạc Về Với Em của Võ Hạ Trâm, nhưng mãi cho đến phiên bản của Angela Phương Trinh, người hâm mộ mới thật sự đã con mắt trước khả năng diễn xuất, biến hóa đa dạng trong nhiều layout trang phục sặc sỡ. Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng đã không ngớt lời khen dành cho màn bắt chen tròn trịa điểm 10 của Angela Phương Trinh. Thậm chí, không ít ý kiến còn cho rằng đây chính là màn biến hình thành gái ấn đỉnh nhất những ngày qua. Ngọc Lan nói về ồn ào bảo hiểm, vẫn duy trì hợp đồng, 74 năm không phải là con số bắt buộc. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Ngọc Lan đã bất ngờ livestream nói về những bất cập trong hợp đồng bảo hiểm của cô và con trai. Thông tin này đã khiến giới truyền thông cùng đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ. Để làm rõ mọi thông tin liên quan đến ồn ào bảo hiểm vừa qua, mới đây vào sáng ngày 20 tháng 4, phía Ngọc Lan và công ty bảo hiểm đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với giới truyền thông. Cụ thể, Tổng Giám đốc công ty bảo hiểm đã xin lỗi Ngọc Lan. Khách hàng Ngọc Lan đã quyết định tiếp tục duy trì bảo hiểm cho bản thân và con trai cùng với công ty. Công ty công khai xin lỗi Ngọc Lan vì không cung cấp dịch vụ hoàn hảo như mong đợi. Nữ diễn viên đã thiện chí chấp nhận lời xin lỗi. Ngọc Lan cho biết, sau loạt câu chuyện gặp phải trong thời gian vừa qua, cô quyết định đóng bảo hiểm để con trai được hỗ trợ tài chính nếu cô xảy ra bất cứ điều gì. Tuy nhiên, sau khi ký kết bảo hiểm, tôi chưa có dịp nắm rõ các điều khoản và quyền lợi cụ thể được thể hiện trong hợp đồng. Tôi cũng chưa được tư vấn đầy đủ các điểm thể hiện khi tôi mua một hợp đồng bảo hiểm, khi biết bảo hiểm của tôi có thời hạn đóng phí tới 74 năm cho con trai và 42 năm dành cho tôi, thì thật sự lúc đó tôi rất hoang mang, cho nên tôi đã livestream. Ngoài việc chia sẻ cảm nhận cá nhân, tôi cũng muốn thông qua câu chuyện của mình lưu ý mọi người nên tìm hiểu kỹ thông tin, hoặc cần thiết nữa thì tham vấn với luật sư để hiểu rõ về những ràng buộc pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm trước khi chúng ta đặt bút ký kết. Nữ diễn viên khẳng định khi sự việc xảy ra, công ty đã có buổi làm việc với cô và luật sư. Cô chỉ muốn đảm bảo quyền lợi, chứ không hề muốn vấn đề đẩy đi quá xa, làm ảnh hưởng hay tạo ra định kiến không tốt cho cả một ngành nghề. Ngọc Lan đưa ra quyết định duy trì hợp đồng bảo hiểm và loại trừ những sản phẩm không nằm trong nhu cầu, vì cuối cùng, mong muốn của cô là dành tất cả tương lai cho con. Sau khi livestream, có một số nguồn tin chưa đúng, nên cô đã đăng tải thêm bài viết, khẳng định không hề có ý định chấm dứt hợp đồng. Vì hợp đồng khi đã đặt bút ký rồi, chắc chắn một điều khi mình ngưng hợp đồng thì sẽ không có nhận được lại toàn bộ số tiền đã đóng. Số tiền tôi đóng rất lớn là 2 tỷ mốt, tôi đã nhờ công ty soạn lại hợp đồng mới và loại trừ những khoản phí không mong muốn. Đồng thời phía công ty phân trần về thời hạn đóng bảo hiểm của Ngọc Lan và con trai, không bắt buộc phải là 72 năm và 34 năm. Hai hợp đồng này có thời hạn đóng phí tối đa là 76 tuổi, có nghĩa là khách hàng Ngọc Lan tham gia bảo hiểm lúc 34 tuổi. Thì thời gian đóng phí tối đa là 76 năm trừ cho 34 năm là còn 42 năm. Và con trai của khách hàng tham gia hợp đồng lúc 2 tuổi thì thời gian đóng phí tối đa là 76 trừ 2. Tuy nhiên, đối với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, thì thời gian đóng phí dự kiến thông thường là khoảng 10 năm hoặc 20 năm là do khách hàng lựa chọn, và khách hàng chỉ phải đóng phí bắt buộc trong 3 năm đầu tiên. Sau đó khách hàng sẽ đi theo kế hoạch mình chọn lựa. Ngọc Lan nói về luồng thông tin trái chiều liên quan đến ồn ào vừa qua. Cô tâm sự bản thân đã làm nghề đến năm nay là tròn 20 năm, tôi đã ý thức được việc truyền thông sẽ có những chiều hướng yêu thích mình và ngược lại, hoặc có thể là không cùng quan điểm. Khi livestream, tôi biết sẽ nhận được những phản hồi đi ngược với suy nghĩ của tôi, thì đó là điều đương nhiên. Bản thân tôi khá buồn khi có một số trang mạng không chính thống, từ báo chí họ đã có tít không đúng, những đoạn cắt từ video livestream, nó cũng không chính xác, gây ra hiểu lầm rất nhiều và đẩy xung đột lên cao trào hơn. Tôi nhận được sự chỉ trích, làm nhục và tấn công vào trong các trang mạng xã hội, và mẹ tôi cũng vậy. Sau khi tôi xem, thì biết là hầu hết do các bạn làm bảo hiểm. Tôi buồn vì gia đình bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chia sẻ thêm suy nghĩ, hướng giải quyết. Sau ngày hôm nay, hai anh em đã có những thống nhất, chia sẻ tích cực cho ngành bảo hiểm. Sau hôm nay, tôi không bị tấn công nữa. Nếu còn nhận được bất kỳ sự tấn công nào, sẽ nhờ luật pháp bảo vệ. Trước khi đi đến quyết định thống nhất, Ngọc Lan tâm sự, bức xúc của bản thân đã kéo dài trong một thời gian dài, mới dẫn đến sự bộc phát trong livestream vừa qua. Mục đích đầu tiên và lớn nhất là muốn chia sẻ cho mọi người hiểu, khi đã bỏ tiền và phải có trách nhiệm với nó. Không hiểu sao, hành động của mình đã yêu tiền chưa, khi bỏ ra số tiền lớn, nhưng không tìm hiểu kỹ. Mong mọi người có suy nghĩ, cân nhắc kỹ, nếu cần thì phải có luật sư để tư vấn hợp đồng bảo hiểm, vì mong muốn không đúng với bảo hiểm, giải quyết là tiếp tục bảo hiểm.
và loại trừ những điều không mong muốn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.